Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của chị Nhí ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số phô mai ha. Hoành to nè, đây đẹp, canh đều luôn. Giá thì không nghĩ ha, mong quý vị ủng hộ chị Nhí. Nồi ghế luôn vậy. Rồi, chào chị. Rồi, chào anh Tâm, xin chào cô chú anh chị trên toàn quốc ạ. Hôm nay con tiếp tục về lô mai phôi với hạt Thủ Đức. Mặt bông từ 5 tới 12 cánh, rất mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ cho con ạ. Số điện thoại con là 0939 693 số 2 cũng là số Zalo của con. Bên con là bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ, con xin vô mã số 1 nha. Chiều cao là 68. Hoành là 23 hoành. Đây này, đế nơm đẹp luôn. Chì cành đều rang luôn, rất là đẹp luôn. Rồi mã 1 Zalo giá là 650. Rồi 650. Số 2. Số 2. Chiều cao là 66. Hoành là 27. Cây này rất đẹp luôn nha cô chú. Cò bé gắt rất là đẹp luôn. Rồi mã số 2 Zalo giá là 1.1 triệu. Rồi 1.1 triệu. Mã số 3 cây VIP luôn cô chú ơi. Chiều cao là 70. Hoành là 32 hoành. Cây này VIP từ chi cành tới đế luôn nha cô chú. Hoành to luôn. Rất là đẹp luôn. Chi cành đóng đều rang. Đế bích chịch luôn. Rồi mã số 3 Zalo giá là 2.5 triệu. 2.5 triệu. Mã số 4. Chiều cao là 74. Hoành là 30. Quá đẹp luôn. Rất là VIP luôn nha cô chú. Rồi mã số 4 vô lô giá là 1.7 triệu. 1.7 triệu. Mã số 5. Chiều cao là 74. Hoành là 31 hoành. Quá đẹp luôn. Đưa em cái thước dây khác anh. Cây rất là đẹp luôn nè cô chú. Hoành to luôn. Rồi mã số 5 như lô giá là 1.5 triệu. 1.5 triệu. Mã số 6. Chiều cao đó là 87. Nè 31.5, hoành tính 31 luôn. Cây này quá VIP luôn. Đế đẹp chi cành đều luôn. Một bệ đế luôn nè. Quá VIP luôn cô chú ơi. Rồi mã số 6 vô lô giá là 1.8 triệu. 1.8 triệu. Mã số 7. Chiều cao là 1m03. Hoành là 23 hoành. Cây rất là đẹp luôn.
Rồi mã số 7 lô giá là 800. 800. Mã số 8. Chiều cao là 86. Hoành là 28 rưỡi đến 28. Cây lên xù nha cô chú. Nách nào cũng có xù luôn nè. Cây rất là đẹp luôn. Chi cành đóng đều luôn. Rồi mã số 8 vô lưu giá là 1.400.000. Thôi 1.400.000. Mã số 9. Cây này xù nhiều luôn nha cô chú. Nu một cục luôn nè. Rồi chiều cao nó là 57. Hoành là 24 hoành. Rồi mã số 9 lưu giá là 700. 700. Số 10. Chiều cao là 67. Hoành là 21. Đẹp đế luôn. Dáng rất là đẹp nha cô chú. Chi cành đóng đều luôn nè. Rồi mã số 10 lưu giá là 550. 550. Mã 11. Chiều cao là 79. Hoành là 21 hoành. Cây này bé co quá luôn chứ. Rồi mã 11 vô lưu giá là 500. 500. Mã 12. Chiều cao là 68. Hoành là 22 rưỡi đến 22 luôn. Đế bích bầu luôn. Rồi mã 12 lô giá là 700. 700. 13. Đây trực lắc luôn cô chú ơi. Chiều cao là 73. Hoành là 20. Bể đế luôn nè. Rất đẹp luôn. Rồi mã 13 cho lưu giá là 350. 350. 14. Cây này chi cành đều rang luôn nha cô chú. Vip luôn. Chiều cao là 88. Hoành nó là yếu 30 chút nha cô chú. Còn đó, chút xíu nó là 30 hoành. Đó, quá trời về đế nè. Chi cành thì đóng đều rang luôn. Cây rất đẹp luôn. Cây này là VIP luôn. Rồi mã 14 vô lưu giá là 1.000.000. Thôi 1.000.000. Cây 15. Chiều cao là 64. Hoành là 21 hoành. Rồi mã 15 như lưu giá là 550. 550. Mã 16.
Dạ, kịp. Chiều cao là 49. Hoành là 19. Đây nè, tàn đều rang luôn nha cô chú. Đế ống đều luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi mã 16 như lưu giá là 300. 300. 17. Chiều cao là 70. Cây này xù luôn. Hoành là 21, hoành xù hết cây luôn nha cô chú. Rất là nhiều luôn. Đế đẹp luôn, đế nơm. Rồi mã 17 giờ lưu giá là 600. 600. 18. Chiều cao là 95. Hoành là 26 rưỡi đến 26. Đế đẹp chi cành đều luôn cô chú ơi. Rồi mã 18 như lưu giá là 1 triệu. Rồi 1 triệu. 19. Chiều cao là 64. Hoành là 26. Cô đi đặt luôn. Dưới đế có sù trứng nè cô chú. Đây thầy. Đế bít bầu luôn. Rồi mã 19 như lưu giá là 700. 700. Mã 20. Chiều cao là 63. Hoành là 22 rưỡi đến 22 luôn. Rồi mã 20 lưu giá là 600. Rồi 600. Mã 21. Chiều cao là 75. Hoành là 24 hoành. Quá trời bộ đế luôn nè cô chú. Chi cành thì đều rang ha. Không thiếu chi nào luôn. Cây này rất là đẹp luôn. Rồi mã 21 vô lưu giá là 900. 900. Mã 22. Chiều cao là 62. Hoành là 20. Quá sức bộ đế luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi mã 22 lưu giá là 650. 650. Mã 23. Chiều cao là 75. Hoành là 15. Nhỏ một đế gấp bầu luôn cô chú, rất là xinh luôn. Tàn đều luôn. Rồi mã 23 vô lưu giá là 200. 200. Mã 24. Chiều cao là 46. Hoành là 17 rưỡi đến 17 luôn. Để cục luôn. Rồi mã 24 vô lưu giá là 250. 250.
Mã 25, cây cuối clip con nha cô chú. Chiều cao là 52. Hoành là 19 hoành. Cây này quá sức bổ đế luôn nè. Cây rất có duyên luôn. Rồi mã 25 như lưu giá là 300. Rồi 300. Rồi mã 25 cũng là mã cuối clip con ngày hôm nay ạ. Rất mong cô chú anh chị nhín chút thời gian xem hết clip ủng hộ cho con. Cảm ơn rất nhiều. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.